Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Hà Nội Computer. Hiện nay phần lớn nhu cầu sử dụng laptop của mọi người chắc hẳn đó là bởi vì tính tiện lợi của nó, khi các bạn có thể mang chiếc laptop đi làm việc ở khắp mọi nơi mà không bị bó buộc những chiếc máy tính bàn. Do đó cái yếu tố mỏng nhẹ của một chiếc laptop luôn là một tiêu chí được mọi người chú ý khi tìm hiểu mua một chiếc laptop, đúng không? Và đó, ngày hôm nay mình sẽ mang tới 3 chiếc laptop phù hợp với tiêu chí này cũng như có giá thành rất phải chăng, đó là dưới 15 triệu đồng. Và ba chiếc laptop mình muốn nói đến ngày hôm nay đó là Acer Swift SF315-5238EQ, HP Pavilion 15 CC116TU và Lenovo IdeaPad 520S. Trước tiên mình sẽ đánh giá riêng từng chiếc rồi so sánh chúng với nhau nhé. Đầu tiên với chiếc Acer, các bạn có thể thấy vẻ ngoài của nó mỏng như thế nào và nó cũng rất nhẹ nữa, chỉ có 1,7kg mà thôi. Sử dụng chất liệu nhôm cho toàn bộ máy, chất liệu này thì làm mát và không dính vân tay, màu vàng hơi ánh hồng, máy có thiết kế vuông vắn, cân đối và toàn bộ thiết kế thì phải nói là rất thanh lịch. Mình tin là khi các bạn nữ nhìn thấy em nói điều đầu tiên cũng phải thấy quá ấn tượng bởi vì trông nó rất là xinh xắn, mình cũng vậy mà. Khi mở máy, điều đầu tiên các bạn có thể thấy đó là màn hình rất đẹp. Máy có màn hình rộng 15,6 inch, viền màn hình mỏng nhìn cool vô cùng. Điểm ấn tượng của máy chính là việc được trang bị màn hình IPS, vốn là màn hình được cung cấp cho các thiết bị cao cấp, đòi hỏi khắt khe về chất lượng hiển thị, thì với một chiếc laptop dưới 15 triệu phải nói là rất ấn tượng. Màn hình hiển thị với hình ảnh các gam màu rộng hơn, cung cấp góc nhìn rộng, điều này có nghĩa là bạn không nhất thiết phải ngồi trực diện, vẫn có thể trải nghiệm hết được chất lượng của hình ảnh. Bàn phím thì được thiết kế phù hợp, phím bấm có chiều cao thấp, cảm giác thì chưa gõ tay, nhưng điểm mạnh là phím to, gõ khá êm và hành trình tốt, có LED trắng, có cả nút cảm biến vân tay mổ một chạm để nâng cao tính bảo mật cho máy tốt hơn. Các cổng kết nối của máy thì được tối giản đủ dùng, chắc là để đảm bảo tính mỏng cho nên máy không có ổ đĩa quang hay là cổng mạng LAN. Nếu các bạn muốn sử dụng mạng dây thì có thể trang bị thêm bộ chuyển đổi USB ra LAN nhé. Một điểm mà mình không thích đó là jack cắm tai nghe lại nằm ở bên phải thế này, nên khi sử dụng chuột có dây ở ngoài thì sẽ khá là vướng. Nhìn chung thì máy build khá là ổn, mình chấm 7 trên 10 nếu so sánh máy với các dòng Ultrabook khác và sẽ là 10 trên 10 nếu so với các máy cùng tầm giá, bởi vì với trong tầm giá này thì chiếc máy này build rất là tốt. Cấu hình của máy là CPU i3-8130, đã có sẵn Windows 10x64 Home, máy có thể nâng cấp được RAM với 2 slot, một slot đã lắp sẵn một thanh RAM 4GB onboard và slot còn lại sẽ hỗ trợ tối đa một thanh 8GB, tổng cộng sẽ là 12GB RAM. Khi mình test với các game cơ bản như là LOL, FIFA thì trải nghiệm lại không được tốt. Với LOL, khi thiết lập trung bình cao, độ phân giải Full HD, FPS sẽ dao động ở mức từ 40-60, nói chung là sẽ ở dưới 60 nên chơi sẽ khá là lag, lúc có bắt tổng thì có thể sẽ đứng lại màn hình ấy. Còn FIFA thì nói thật là mình không chơi hết được trọn vẹn một trận đấu, cũng bởi vì máy là ổ cứng cơ, nếu các bạn muốn chơi thì hãy nâng cấp lên ổ SSD M2 để trải nghiệm mượt mà hơn. VGA của máy là sử dụng Intel HD Graphics 620, sẽ có ưu điểm là ít tiêu thụ điện năng cũng như giúp máy có thiết kế mỏng hơn, thêm nhiều tính năng hơn nhưng pin sử dụng được lâu. Nhiệt độ của máy chơi game dao động ở khoảng 67 độ. Phần nóng nhất của máy rất tiếc lại là ở phần kê tay bên phải này, nơi chúng ta tiếp xúc nhiều nhất khi chơi. Pin của máy thì cũng khá ổn, có thể dùng đến 7 giờ đồng hồ khi sử dụng những chương trình đơn giản. Tiếp theo chúng ta hãy cùng đến với mẫu laptop của hãng HP nhé. Pavilion 15 có thể nói là có thiết kế đẹp nhất ở trong phân khúc này do được thừa hưởng thiết kế của dòng HP Envy Ultrabook cao cấp. Ngoại thất và nội thất thì được phủ bạc hoàn toàn tới từ nút bấm, từng chi tiết đối nghịch với màn hình gương đen bóng bên trên tạo cảm giác tinh tế và sang trọng khá là mạnh. Máy mỏng đẹp, viền bo tròn, tổng thể chung thì nhìn rất là nhã nhặn, vỏ nhôm tỏa nhiệt ra ngoài rất mát khi sử dụng, thấp bát dài, nắp cập thông minh và có dòng chữ Pavilion được in ở đây nhìn khá là lịch sự. Máy thì được trang bị màn hình 15,6 inch HD wireless góc nhìn rộng và do là màn hình gương nên sẽ có hiển thị độ trong và đẹp hơn so với màn hình nhám, nhưng lại dễ bị phản chiếu bóng khi sử dụng nên các bạn cần tránh ánh sáng trực tiếp chiếu thẳng vào màn hình. Bàn phím thì rộng, phím bấm cao, cảm giác gõ đã tay, đáp ứng nhanh khi sử dụng. Mình chỉ không thích là nút home lại dẹp và bé như thế này trong khi không gian thì có rất là nhiều. Touchpad cũng khá là zit, không được mượt mà khi sử dụng. Cổng kết nối thì được trang bị đầy đủ hơn so với em Acer trước khi đã có ổ đĩa và cổng mạng LAN. Về cấu hình, máy cũng như các mẫu giá rẻ cùng dòng hiện tại đó là CPU i5-8250U, 4GB RAM và GPU onboard cũng đã làm được rất là nhiều việc phục vụ cho việc sử dụng khi chạy tốt cả ứng dụng văn phòng, đồ họa cùng một số game nhẹ. Khi mình test với LOL để thiết lập trung bình cao, độ phân giải Full HD thì FPS trung bình là 75, khi compact sẽ tụt xuống còn hơn 60, những lúc bình thường có thể dâng lên cao hơn 100, đủ để mang lại một trận đấu trơn tru mà không gây một chút bực tức gì cả. FIFA thì đã thiết lập sẵn HD, không thể chỉnh cao hơn được nữa, thì FPS thấp trung bình sẽ là khoảng 42, cho nên mình nghĩ là không nên chơi. Pin của máy thì có thể sử dụng liên tục trong vòng 3-4 giờ với những thiết lập và sử dụng vừa phải, còn khi chơi game thì hãy sử dụng cùng với sạc nhé.
Máy đã có sẵn Windows 10x64, chỉ việc bật lên là sẽ được tự động kích hoạt. Nếu được trang bị thêm SSD hay Optane Memory nữa là đã quá đủ dùng cho nhu cầu vừa học vừa chơi rồi. Hoặc nếu các bạn muốn một máy có cấu hình và thiết kế tương tự nhưng có VGA rời và Full HD, bạn có thể bỏ ra thêm hơn 1 triệu nữa để sở hữu dòng CS0102TX. Và cuối cùng, chúng mình hãy cùng đến với một laptop của Lenovo nhé. Mình gọi nó là em út bởi vì chỉ nhìn thôi các bạn đã thấy được độ mỏng nhẹ của nó như thế nào rồi. Máy vẫn sử dụng chất liệu nhôm quen thuộc giống hai anh trên, không nóng và không dính vân tay. Máy mỏng, rất nhẹ, tổng thể cả pin thì cũng chỉ nặng tới 1,5kg thôi. Cầm một tay cũng không hề thấy mỏi. Và mỏng là 19,33mm, bạn sẽ dễ dàng di chuyển khi mang theo nó. Đây là điểm mạnh đầu tiên của dòng IdeaPad, một dòng máy đã chiếm được rất nhiều cảm tình từ người dùng khi yêu cầu một mẫu máy nhỏ gọn nhẹ. Máy được thiết kế với những đường viền vát để đem lại một kiểu dáng đẹp hơn. Bề mặt thì được làm bằng kim loại cao cấp, tạo cảm giác rất là sang trọng. Màn hình IPS Full HD hiển thị màu rất đẹp, độ phân giải cao, rõ nét giống như là chiếc Acer đầu tiên ấy. Điểm mạnh thứ hai không thể bỏ qua đó là về nút bấm. Nếu các bạn hay nhập liệu và soạn thảo văn bản thì IdeaPad là một sự lựa chọn dành cho bạn, bởi vì bàn phím được thiết kế rất thông minh, tận dụng hết không gian nên phím bấm rất to, hành trình sâu, độ nảy và độ phản hồi tốt. Bề mặt nhám gõ rất là thích tay, dễ làm quen. Ký tự in thì lớn này, sáng màu, dễ nhìn nữa và led phím sắc gọn. Đó là những thứ mà các dòng laptop cùng phân khúc khác khó mà làm được. Một điểm nữa mà giống với chiếc Acer đầu tiên đó là để đảm bảo tính mỏng, máy cũng không có cổng mạng LAN và ổ đĩa quang. Tuy nhiên có một điểm khác mà vượt trội hơn đó là cổng thẻ nhớ của máy có thể đọc thẻ 4 trong 1, SD, SDHC, SDXC, MMC thay vì mỗi SD không thôi. Cấu hình của IdeaPad 520S cũng không có gì khác biệt với i5-8250U, sẵn 4GB RAM on-board. Ngoài việc được trang bị thêm ít nhất một SSD 120GB ra thì bạn sẽ không cần phải làm gì nhiều với chiếc máy này cả. Khi mình test thử LOL, mình để thiết lập trung bình thôi thì FPS cũng chỉ dao động được khoảng 52, còn FIFA thì khó quá mình bỏ qua. Nói chung đây là một chiếc máy rất ổn để làm việc, còn giải trí thì không. Tổng kết lại thì với 3 chiếc máy này, mỗi máy một vẻ và sẽ phù hợp với từng nhu cầu sử dụng riêng của mỗi người. Với chiếc Acer và Lenovo, với thiết kế nhỏ bé và cân nặng nhẹ nhàng cũng như làm hình rất đẹp thì mình nghĩ sẽ phù hợp với các bạn làm văn phòng, các bạn mà hay phải đi công tác, phải sử dụng máy liên tục trong quá trình di chuyển. Còn với HP thì tuy có lớn hơn một chút nhưng mà so sánh với những chiếc máy khác cùng phân khúc giá mà có thể cân bằng được giữa cả việc chơi game và làm việc thì đây vẫn là một chiếc máy được đánh giá tốt về độ mỏng nhẹ của nó rồi. Mình nghĩ là chiếc máy này sẽ rất phù hợp với các bạn sinh viên đấy. Ý kiến của các bạn như thế nào? Với các bạn đang tìm hiểu mua những chiếc máy có yếu tố mỏng nhẹ lên hàng đầu thì liệu các bạn có lựa chọn một trong 3 em máy này không? Hãy comment ý kiến của bạn ở dưới video này nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.